Dạ, ông nhỏ miền Tây mến chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Chào cả nhà, buổi sáng vui vẻ. Vui vẻ. Hôm nay cha con không có sang Bắc, ở nhà đón khách anh Hiếu với chị Hiếu và cùng cháu đến giao lưu mà chạy gần tới rồi ở Bình Phước. Bà cả nhà coi sao em. Rồi. Hôm nay có cô ba nữa cả nhà ơi. Này qua nhà cô ba, tại vì xe đi thì đi đường bên đây lỗ nhựa nó dễ này cả nhà, rồi gửi xe ở nhà cô ba. Thì anh chị Hiếu có đến giao lưu một lần rồi. Dạ. Rồi bữa nay hơi lạc đường hơi. Hồi mình qua tham dự luôn nha cô ba. Hôm nay Dượng Ba đâu cô ba? Thế, Dượng Ba. Đó Dượng Ba. Vậy hả? Nay vắng Dượng Ba buồn nè. Này sáng nha. Qua đón sớm cả nhà. Này tại vì cô với chú cũng gần tới rồi nên là mình đợi một xíu. Sáng nay cũng mới có 6:40 thôi. Ở phía bên đây là bông súng nè. Mấy cô mấy chú bên vườn mới chở qua để cho hồi bạn hàng lên cân á cả nhà. Cái này không chịu không làm rồi. Làm mối chuột coi. Làm mối chuột thì hay nhất á. Làm mối chuột coi. Cái này làm biến rồi con ơi. Nè Phú ơi. Phú nhìn cha nè. Phú ơi. Làm mối chuột cho mẹ coi. Làm mối chuột coi. Làm mối chuột đi. Không mặn là không mặn. Sáng nay mẹ đi chợ rồi. Còn em ba thì đưa Lan Vi đi học rồi cả nhà. Em mốt thì đang chuẩn bị nên không có ai giữ Gia Phú hết. Nè, cho Gia Phú qua đây để hồi đón ông Tư bà Tư luôn. Chơi kỳ vậy, chị ba chơi kỳ với tè. Chị ba chơi kỳ nhột đó. Nhột em đó nè. Mẹ cô chú ơi, cái cây xương gồng này đẹp quá. Vậy hả? Đụng vô nghe con, không có gai đó. Xương gồng có gai đó. Xương gồng của ai? Hả? Xương gồng của ai? Cái ông bà bà ba. Vậy hả? Chảm rồi. Đó, đó, cây nhỏ nữa kìa chị. Xương gồng nhỏ nữa kìa chị. Hai cây da kìa. Hai cây da luôn. Cây da nữa. Hai cây da. Má xương gầm này ba chồng mặn gì á. Không biết chồng mặn gì mà hai mới lòi lần dân á. Vậy hả? Dạ. Hồi hỏi bà ba nha. Dạ. Cô với chú cũng tới rồi nè cả nhà. Hôm nay có anh Trinh nữa. Đứng sát trong đây nha Chi. Đứng ở trong đó nha con, để xe nha con. Chào anh. Ok. Hello. Rồi, chú. Dạ thưa chú phải lên. Ừ. Dạ thưa cô mới tới. Dạ. Hãy subscribe.
Rồi xe lại con. Để xe lại. Rồi đâu quản. Cái này bông sống rồi xin chấm cam hết. Trời ơi nó mua rồi. Đây cái này xuất ra đi cho ảnh quay cái xe. Rồi. Không để đánh đi con. Miếu bên đây nè lại hỏi đi học. Đi học. À, chào con. Nào về đi con. Về chú quá. Rồi. Đi dài thôi cả nhà ơi. Về ghe lại đúng không? Ghe lại, ghe lại. Về cho nó sát sát vô trong anh trên đây. Hai em ba mới đưa Lan Quy đi học về luôn cả nhà. Sát vô. Ôm súng. Mới cắt vuông quá dài luôn đó nha. Ngon lắm. Rồi giờ xe dựng lại xong rồi mình đi về cái nha. Tại vì nhà ốc nhỏ này phía bên đây nè mà phải qua một cây cầu nữa. Đường bên đây là đường lộ đá nên là trời mưa thì mình không có chạy xe được. Xe bốn bánh là trời mưa ơi, khó chạy lắm cả nhà. Sẵn mình là cái chuyến mình đi á. Dạ. Quên cho đại ca rồi, tao để chút xíu rồi đấy. Quên gì? Quên vitamin của ổng. Mệt ổng lắm. Vitamin nhờ cắt một túi rồi, quên cái này là... Bé lớn nó đi học rồi hả? Bé hai nó đi học. Dạ đúng rồi. Cái này thứ hai giá đi học rồi. Ừ, đúng rồi. Úc làm thuê đi. Cái này là bánh kẹo gửi cho mấy đứa nhỏ nghe điều. Đó, đặc điều này là đặc sản của ngoài mình nướng rồi phải không chú Hiếu? Đúng rồi. Ăn cái bánh măng khô đó. Đây. Chú thì có bài thôi. Đây măng khô. Còn này trái dưa lưới. Dưa lưới à. Dưa lưới nhà chồng á. Dưa lưới ra. Chồng dở quá rồi. Cái này dưa hoàng kim nè. Dưa lưới nhà. Rồi chồng á. Đây măng. Ừ. Để hộp này làm tiếp hả? Cái hộp điền này là để nấu xôi với măng khô đó. Dạ. Măng này măng rừng nha anh chứ không phải là măng như măng gốc mình là trồng không được đâu. Rồi cái này là chưa có rang nha. Dạ. Dạ. Chào mừng chú em. Con này heo rừng ấy nè. Măng dòm như thịt như mớ đậu dòm tử khô khô. Xả đồng này. Dạ măng khô phơi á. Dòm tử nó khô. Lan Chi, Lan Chi nè có con nè qua đây nè. Măng này không phải như măng mà để mình trồng được. Măng này trồng là măng củ không à. Nè. Lại đi con. Dạ, lại lại cho kìa. Đây nè. Đậu nó lấy trong rừng á. Ngon mà mày ngon à. Đây. Để xả rừng. Còn đâu giờ con đó quay đi heo rừng. Nó cũng mềm 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 rồi, xả chút rồi. Heo rừng với lại nai. Nai rừng. Ừ, nai rừng với heo rừng đó. Cái nó nhỏ lên. Giờ ra mình xả ra cái là. Là sáng rồi chú dặn con mẹ con mua đồ chưa? Dạ rồi. Để thùng nó luôn. Để thùng nó luôn đi nha. Đây không nước. Đây, nè này của con nè. Em ơi, giữ cái này em đem ra sao biết luôn ha. Đúng rồi. Không có đâu mà tủ đâu lạnh rồi. Em ở giờ rồi đi mà xa được. Đã từ hôm qua đến giờ. Rồi mình xả lại đi. Đây được. Hai con. Anh đi. Anh gì anh đi. Thôi vô thăm nhà cái coi. Bữa rồi anh ơi. Nếu ơi. Dạ. Anh có gửi quà cho ốc nhỏ miền Tây gia đình em. Xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều luôn. Không có gì anh ơi, anh em mình tình thương mến thương là ok, là em không quan trọng cái chuyện đó đâu kìa đó. Hôm nay có bà ngoại nữa cả nhà. Nho giờ nó sướng lên nào luôn ơi. Ăn nằm là nhiều có đẹp đâu. Kiếm dọn cái để chúng ta cũng ở. Con á không có mở Bình Phước nhưng mà hôm qua con về Sài Gòn về nhà mẹ con chơi. Xong rồi ngày hôm qua con lên tới đây con ở Long Xuyên. Con ở con qua ghé qua Long Xuyên con chơi xong rồi từ con mướn nhà nghỉ ở gần đây nè. Chào bà. Bà nhớ ok lắm. Vậy được nghe hết sùm sùm như là ngon. Ok đẹp rồi.
Dạ không anh. Bây giờ chương trình cái chụp này giờ anh không anh theo đường rồi đúng không? Không anh được bây giờ. Nho giờ mình nướng xào lăn. Còn phải nướng à? Ờ, nướng theo đường hôm nay xào lăn nha. Rồi nó cũng dừa cho cái gì? Bà xuống đâu chưa? Anh Tư đâu? Tư chờ sống về chứ gì không? Không bỏ anh Tư á. Anh Tư nào? Anh Tư con chị á, con bà đó. Tư chín đó. Dạ. Chưa xuống à? Nó chưa lại đây nè, nó không chờ. Này mấy cô cháu nấu ăn ở trên nhà cả nhà, chòi ở dưới để cho mấy chú nghỉ ngơi với uống nước với cha, với lại anh Trinh với anh Nho thì câu cá cặp mé sông. Hôm nay thì cô sẽ làm cái món thịt nai xào lăn á cả nhà. Cái thịt này là cái da là đã khè hay sao cô? Khè nó còn nè. Dạ. Mình khè cho nó chiệt cái lông á. Cái đó heo rừng hả? Dạ, cái này thịt nai, còn cái này mới là heo rừng nè. Gì hả? Dạ đây. Heo rừng này đâu có mỡ đâu. Heo rừng. Đây là heo rừng. Dạ. Còn đây là nai. Đây là nai. Nai cái bà sườn nó cũng bự hết họng hết. Ba gọi mình. Ba. Nai này thì mình chỉ ăn ba chỉ, còn cái phần thịt nạc của nó là nó phải khô hết rồi nè. À, em bỏ cho em chưng, là mình chưng y như mắm cái lắc vậy đó. Cái lắc luôn vậy. Dạ. Nhưng mà cái mắm cái sủ nó ngon hơn là quán bán được nè. Chị quán đâu. Chị sao người ta bán ấy được? Không, ta đi chợ không hàng. Bán hết chết luôn. Không, mình bán hàng tạp hóa. Không được. Không bán được luôn hả? Không. Đây dân nó đi chợ nó mua ăn không à. Em thấy đi ra chợ cũng xa thấy mọi. À vậy mà tao thấy được chợ. Ở đây mà mấy người mà chạy ghê. Nhà ông nhỏ này không chịu à, mở quán bán hàng tạp hóa cũng được. Đúng được. Em thấy đi ra chợ ông xa mà. À thì có hơn 2 cây đó. Dạ. Vậy mà người ta đi chợ đó. Người ta thích như vậy á. Không phải gì. Chị ta đi chợ cái ta mua đồ rồi ăn luôn, mua thịt cá là ăn luôn, rồi ta mua đồ luôn, rồi chị bán ở đây tập quá người ta ít có mua. Không, thì em nghĩ là nhiều khi thiếu giống như nhà mình đúng vậy rồi, đó. Đúng rồi. Là ví dụ như nhà mình cũng có rau có cá rồi thì ví dụ mình. Phía bên đây là thịt heo rừng này cả nhà, hồi mình sẽ ướp với xả ớt mình nướng. Hoa đang bầm xả. Thịt nai xào lăn bên đây thì nãy giờ cô cũng ướp xong rồi. Để hồi mình thấm nấu. Thằng này giờ xuống cái thằng ở bên đây nè, mua thuốc là đổi thuốc với thằng bên cái voi bên mình bên đây nè, uống hết. Thằng đó bác cũng hay. Trời em bệnh 20 ngày nay cái số mua cả. Hôm nay là đã đỡ rồi đó. Qua đây na hết rồi bà. Na hết thì thằng lăn. Bye.
thơm ăn em gửi ăn hết chưa? Ăn hết rồi. Mắt thơ vậy em có mấy cái măng mình làm gì ăn? Dạ nấu măng, nấu măng với dưa măng tư mình vậy đó hả? Dạ nè, mình luộc lên, mình xé ra, mình hầm với lại chân giò với lại nấu với vịt. Giò heo rồi hết. Nấu với vịt đó ngon. Vậy hả? Cái đó là măng khô của bà. Biết đó có em cái gì bắt á. Lâu lâu hàng em nó bắt nó bắt làm gì công đó bà ba. Cái gì ngoài đi bên vợ nó mua ngoài. Bên đó đó ha. Vợ mắc rồi chắc cũng măng của nhà em là măng dân tộc đi lấy về. Măng đồng bào đi lấy về nó ấy. Cái là dạ. Heo rừng chị. Nói chung là heo rừng nuôi lai chứ còn cũng không có đúng hàng. Đúng hàng là chỉ có qua Campuchia mới có. Tức là trên em bây giờ rừng người ta khá nhiều quá. Chứ chẳng có còn nhiều. Hôm nay là cô Tư sẽ nấu món thịt nai xào lăng. Cái món này đó giờ con chưa ăn luôn á cô. Hôm nay là mới lần đầu tiên. Xào thì cũng giống như mình xào xào lăng. Nếu mà mình xào lăng thịt heo thường thì mình cũng xào lăng nó y vậy. Dạ yeah. Em đưa hai cục gạch cho em. Cái bếp mà. Ừ, đưa hai cục đây. Có hai cái bếp nhưng mà nó bị bể hết cái à, rồi. Cầm đây. Con ông Tư đâu rồi? Con kêu ông Tư chặt cho bà hai cái dừa nước thôi. Quá cho nên con mua gần hai buồng luôn. Nó nhiều vậy. Dạ, cái hồi không mình chặt mấy cô cháu mình uống. Dạ. Cô về Vĩnh Long mà mấy đứa cháu á nó nhà nó trồng dừa á. Dạ. Nó không cho uống nước lọc đâu, nó thay dừa chừng hơi nước. Nó cứ chặt cứ khát nước là chặt ra chặt trái uống. Nó không cho uống nước lọc. Dạ. Nó cứ kêu uống nước dừa đi. Ăn tàu đi nghe hả? Dạ. Nghe hay tàu lớn? Dạ cái này là chở chiếc Uber hay gì cô? Nó đi ngang nó bán đồ hả? Nhiều ghe bây giờ chỗ con không còn ghe đó nữa, ghe bán đồ nữa, chỉ biết là đi chợ mua không à. Hồi xưa thì có ghe hàng. Chạy như chạy như đi sao giờ mở nó chạy ra chạy. Ở đây chú đang nướng thịt heo rừng đó cả nhà nè. Ướp xả ớt mình nướng. Này thêm chỉ nồi nóng cái cách lắm. Còn mình còn để lên cái lò nữa cả nhà. Nướng cho nó dốt dốt đi. Đó chứ vô chào gì đó. Đúng rồi. Mình để thấp mà cháy lên. Đúng rồi. Cho nó nóng đó. Cái này là muốn chín nữa nè. Để đi, để qua đi. Mình, mình còn hâm lại nữa mà. Để qua để miếng kia lên. Đó. Bằng ươm luôn này ha. Giờ bỏ ra qua hả? Bỏ qua để miếng sống lên. À, để qua đi. Để mình nướng lò lại. Còn. À, cầm bàn lại đi. Đi. Trên có mở cái trên nha anh. Nướng lửa nó không chín lắm nha. Không có, mình ngồi nước lại mà. Vô lò nhỏ mình nướng lên nè. Cái thịt này ở trong cái da nó ít mỡ hả chú? Đúng rồi. Dạ. Heo rừng nó ít mỡ hơn là heo nhà mình. Không có mỡ nhiều đâu.
À, con thấy là mỡ nó, nhưng cái mỡ này nó ăn là rất là giòn. Nó giòn lắm. Nó không như heo rừng ở heo nhà mình. Dạ không cha. Nắng quá. Không vô lấy vô con cha đâu quay. Mồ hôi mà kêu tôi hết rồi. Đổi mồ hôi rồi nè. Quá nóng rồi. Cái lửa nó cháy quá. Nóng ghê ta. Trời ngồi xe mà 30 độ thì em hỏi anh đi xuống dưới này ba mấy độ đúng không? Ừ, kẹp rồi. Quá lửa rồi. Bữa nay cô Tư làm món. Món gì? Chú Tư làm món, cô làm món thịt nai xào lăn. Ngày nay chú làm món thịt heo nướng, còn cô làm món thịt nai xào lăn. Còn mấy chị em con thì canh chua, cá linh, bông điên điển với lại ốc, hấp tiêu. Hấp bia. Bia với tiêu luôn. Tiêu. Chỗ non đúng không? Ừ. Cột ngọt rồi á. Thì chú nói cái chân nghe này thì giờ chú cháu mình xuống giao lưu với nhau, tình cảm giao lưu với nhau, cha con của con. Dạ. Đó. Thì chú có cái gì ở trên Bình Phước? Chúc qua anh nè. Dạ. Chúc qua bảo mình thơm quên. Rồi. Thì mình có cái gì gia đình mình dùng ở đó, ha? Dạ. Phụ ít lòng nhiều tình cảm chiếu thôi chứ mình. Đó, nó sao được gì? Hả? Nữa hầm lại là ngon không rồi. Cái này chưa chín anh chưa thật lại đi rồi. Này heo rừng anh này anh hai à anh ba anh ba à? Anh ruột á biết rồi không có giống à chưa chín anh dạ. Bình Phước bên đây cái này chú. Mà ai nhỏ chảy mồ hôi. Chảy mồ hôi chạy với nhà bắt quạt đi ông Tư chảy mồ hôi kìa. Tắm mồ hôi à con. Vô nhà đi con. Lắm. Giờ ông phải tắm cái ông mới dậy được. Quá nóng. Để chảy ông. Chảy chứ. Này chắc 30 độ à con. Dạ. Giờ này chắc là 30 độ á. Không ngày mưa quá mưa luôn á chú. Giờ nóng rồi. Để tôi làm khỏi gạch gì á. Cái này cao lắm anh ơi. Cao cái chỗ cao đi. Đây. Cao quá. À, cái phần cá linh hôm nay mấy chị em nấu canh chua với bông điên điển nè cả nhà. Cá linh em nấu cũng sắp chín rồi nè, cho bông điên điển vô. Bông điên điển với bông xuống ma cả nhà. Đặc sản mùa nước nổi quê Úc Nhỏ, hiện tại giờ là cá linh. Chú còn thích món ốc nữa nên là cha cũng có làm món ốc. Chờ cả nhà. Quá nóng rồi. Mùa nước chứ thịt nai á mình nấu nó lâu nên là cô nói nấu ở trời mình nấu bếp củi cả nhà cho nó thấm nó chín từ từ á nó ngon. Mấy chị em mày nấu nhanh nên là nấu canh chua ở trên đây. Hiện tại thì ở dưới cái chòi còn có một bếp rồi. Để sửa chòi lại rồi mới làm thêm một bếp nữa. Tại thường thường thì mấy chị em cũng nấu ăn ở động không mà cả nhà, ít có nấu ở chòi á. Rồi em cho bông súng vô luôn. Cái linh hiện tại bây giờ thì nó bự rồi cả nhà, nhưng mà nó cũng khá là mềm. Bông súng này bông súng ma. Rồi mình sẽ cho nước cốt dừa vô cả nhà. Này tại mình xào để nước nhiều để mình chấm bánh mì. Hồi nãy thì cô có để trong đây nước dừa tươi nữa. Nấu nãy giờ nó cũng lâu rồi. Nên là thịt nó ăn được rồi. Dừa tới. Nãy giờ thì anh Nho cũng nướng thịt cũng chín đây nè cả nhà. Rồi bắt đầu mình gấp than qua hai cái lò than nhỏ. Để khi mình ăn á, rồi mình nướng lại thêm lần nữa cho nó nóng. Thank you.
Dưới anh ơi. Dạ. Nước là lấy anh. Thức ăn sớm giờ mấy cô cháu nấu cũng chín hết rồi. Bắt đầu mình dọn ra, bắt đầu thưởng thức rồi. Bỏ đây là ngon. Dạ. Chị ơi, chị lấy giùm em cái con dao ăn. Chị, con dạ. Dao rồi. Anh uống rượu trắng cái gì? Em uống rượu. Mình mang rượu lên bước bước ăn hết con cái dữ vậy. Mình uống bia là đẩy lên. Kéo đi uống được. Mà cái này anh cho em mấy cái này. Dạ muối ớt hả? Dạ. Kéo nó được. Mấy món ăn hôm nay cũng hấp dẫn quá nè cả nhà. Thì hồi nãy giờ mấy cô cháu mình cũng nấu chín hết rồi. Rồi mấy món ăn hồi nãy giờ thì mấy cô cháu cũng chuẩn bị xong hết rồi cả nhà. Rồi Trang cũng xin mời cả nhà cùng dùng bữa tiệc với đại gia đình mình, cùng gia đình của chú Tư luôn nha. Hôm nay thì nhóm của anh chị Hiếu ở Bình Phước đến từ sáng giờ cũng dùng nước đồ cũng vừa xong là mọi cũng dọn lên hoàn thành. Thì mời anh chị Hiếu với cháu dùng tép rồi xuống giao lưu với gia đình lúc nhỏ đó. Em chúc gia đình lúc nhỏ là căn nhà khang trang và em chúc mừng đó. Rồi cái thứ hai nữa chúc cho căn cô nhỏ ráng làm để đạt cái mức bằng. Cảm ơn anh rất nhiều. Vỗ tay đi ơi. Mời đại gia đình nha. Rồi uống rượu. Dạ rồi. Mẹ con đấy. 1 2 3. Vô. Nói thì lần này lần thứ hai em xuống. Rồi dắt nhé. Lên bác Tư ngồi im vui mà nhỏ đâu nữa đó con đi đó con đổ chị. Rồi mời cả nhà luôn nha. Đây nè. Nào, mắm mới vào nó lọc á. Rồi đũa đây, đũa đây. Lấy chén cưng à. Được rồi. Mày đâu có mày không? Chén cái mày ngồi đó. Ngồi chứ. Đủ ai bắt bài nhậu đâu. Đi đâu? Chưa có. Dưới đó hả? Đây. Thôi, thôi. Dưới đó không? Dưới đó đổ. Ờ nha. Còn dưới được không? Đứng đâu dục đỉnh dục xong được cái gì luôn rồi. Không để em lấy cái bạch danh để lên đi. Để nước nó chảy. Nè lấy cái thịt nàng ở chảnh nè. Nào mẹ, để đi. Nha. Không ăn nay đi. Nha. Nay đi. Lấy chục ăn thử coi bà tải đâu có gì ta. Không. Đi nè, tao nói nha. Coi để đi chị, ăn đi chị. Không thấy không? Tao nói làm sao mất đi. Rồi cả nhà, thịt nay nấu sầu lăn. Nấu sầu lăn, bữa nay thịt nay. Nay. Dạ. Nay. Gì hả? Trời bữa nay khách quý mà. Dạ. Dạ. Sao này lên trong giảm. Hồi đó giờ hết nè. Cái da nó giòn ngon lắm. Nó còn da thử ăn mới ngon. Nó ép anh ăn mà ăn chuột. Con cũng chưa ăn nay ăn thử bất tư. Hả? Bữa nay cô Tư nấu món thịt này. Ông mãi à biết ăn biết nấu còn mình không biết nấu. Hiếu ơi. Anh Hiếu thôi với cái gì đâu. Dạ. Thôi mời cả nhà mai ăn thịt giòn giống mai gọi ha. Dạ. Dạ. Cái chén này không phải cô đem vô hả? Để đó đi. Ờ đúng rồi, lắc cái đó lên. Đúng rồi. Ổng là bắt đầu tới nữa đây, chậu chưa không chịu ăn đâu. Ừ, mãi vô dắt nào mà dắt này tới mà. Gấp cho anh ăn đi, đừng cho anh uống nè. Quá rồi. Ăn. Khỏi lo ở đây. Ăn là cũng chưa. Chưa.
tới quá rồi. Trời mẹ mày không ra. Có quả cái anh bởi vì không để xích con mạng được với mở nó truyền xuống á. Dạ dạ dạ. Ba bà tư sống bà nào chơi người ăn đi. Ừ. Tôi làm cái đũa mày đâu. Dạ. Mẹ lên ăn. Nói chung á, tôi dùng đi, chạy nha, dùng mà. Con đi. Canh chua đi cho cô Tư, cho cô Tư bắt canh chua đi. Em là em tính mua. Chưa bắt không em? Dạ tiền tính là canh chua. Chầm chầm. Cái gì chầm chầm để ngoài đi. Để ngoài đi vậy. Ừ để canh chua cho. Đây canh chua của cô. Chua cái linh mai hai. Cơm không biết. Dạ ăn ngán rồi, chạy lâu lâu mình thuốc muốn. Mình uống xuống ăn. Dạ. Ốc chín tươi. Dạ. Nó ra ăn cá con thành quả của con. Dạ. Mời đại gia đình nha. Rồi. Rồi. Dạ. Em mời bà đâu rồi? Dạ, cô này hai mà bưng ly lên. Dạ. Chạy. Đó em ở ngay Vũ Điền. Đục cá ngon á, một trật, dù lắm ngon nha. Nhỏ nhỏ lửa lại ốc mày. Nhỏ nhỏ lửa này. Ê, em nhớ giờ em nhỏ đó. Đúng bài luôn nha. Chết người trong mộng luôn. Mấy câu lên ăn liền còn gì bằng anh chứ. Còn gì bằng nữa, thiệt chứ bộ ngọt. Vô với nước mắm nữa. Ngọt không? Muối, muối, muối. Ăn thử con cá này, cái dĩa cầu sống đó. Dạ. Ăn cái cá chiên ngon. Cái này mà kèm kèm đúng rồi, đúng bài luôn á. Trời ơi. Ngay tổ luôn. Con mà về đây cũng ở cả ngày ngồi xong luôn. Khoái đúng không? Sao còn không đâu. Nó bỏ vợ nó về đây câu cá luôn á. Cơ nó bỏ vợ về đây câu cá luôn rồi. Cái này chấm cái gì nè. Bỏ vợ luôn. Về đây cắm câu à. Bà gọi với bây giờ em hỏi nước đây. Chấm cái này hay chấm cái gì? Em hỏi thiệt. Có được. Nha. Dưới này là một tấm là bao nhiêu tiền? Anh nội rồi tôi nói anh vợ thông nghiệp về. Ở đây đúng không? Mua đúng không? Ở đây có chỗ nào có tổ cưa không? Đây vô có vô. Cái này này có gì nè. Nó muốn ghen lại anh nói. Nào bả năng tao đòi mày. Nó không cho làm luôn. Nãy con có mời cô Tư mà cô Tư nói ăn tương. Bà có nói. Bà đã lặt qua lặt lại tương. Như bà ăn mấy bữa. Ok mẹ ăn cơm. Cái bọc á. Cái dĩa đâu dĩa? Cái chơi 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 đậu đậu đậu. Cái con bánh mì hả? Hả? Tại xíu con lấy hủ lấy từ nãy giờ tôi nói đây bà lấy đâu mất tiền không nghe không thấy. Nè bánh mì nè con cầm đi bà lấy nướng cho con chấm. Ăn thịt lắm. Có không ăn thịt không? Đang này lần thứ 8 gì rồi không mới mở. Bà kêu chạy ăn đi chị. Nè có ăn đi. Ăn đi. À. Cho con nhỏ nha. Cũng nhỏ. Con qua đi rồi nè. Qua đây nè. Ê, ê, cầm không đến. Rồi bé ba đâu? Bữa nay có bà ngoại nữa cả nhà. Nhưng mà có bà ngoại đâu? Bà ngoại con không có ăn rồi, ngoại con ăn rồi. Múc múc một tô trong nhà. Dạ. Để ra ngoài. Dạ. Cô đại chấm á. Dạ. Đại chấm á. Quá ngon. Nhà mẹ đi. Chị ngồi đi. Giá nhỏ lửa thôi nó cạn cái nước. Giá chị. Nãy chín hết rồi, đừng cái nướng quá nó khô. Ủa chén của chị đâu? Đâu chó dữ lại. Bé đang ăn, bé đang ăn á. Không, em đổi chứ. Vô đây con dặn xuống, vô đây con dặn cho. Đũa nè bố. Con nhân em đâu rồi? Nhân em rồi. Chết cái gì vô đây nè. Bữa nay con ngồi nắng vậy hả? Kêu nó lên đây nè. Con lên ngồi đằng sau chỗ bà ba kìa. Qua đây dưới ngoại, qua đây dưới ngoại nè. Cái nào làm vậy hả? Dạ. Cái nào đập đó. Cái này cô vợ để giữa cành na qua chỗ đó đó nghe. Mình ăn cái tâm đâu. Ăn cái tâm ăn. Dạ, cái nằm nó có cái nó để cái nằm nó tôi về uống. Để tôi lại. Cái đĩa cơm ở đây chân. Đây nè, để đây cho mấy cô ăn nè. Đưa con cái đĩa cơm. Trời ngon rồi em. À, ăn vậy đó. Vô anh ơi. Vô. Dạ thịt heo gừng. Vô. 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 1 2
ba vô, vô. Ba chị em thử thử mình vô miếng nè, vô. Ủa hai ly đó nó trắng. Vô đi dạ dạ đi trời ơi. Cố. Dạ không. Vui nhá. Ba giờ sáng anh đi ba rưỡi anh rồi em. Dạ được rồi, để em lấy nha. Đang ngủ ba rưỡi, lấy anh bộ tôi á, tôi để anh á. Đang ngủ ngon. Đang cái kéo cắt nhỏ nhỏ ra. Lạnh đang chuẩn bị ngủ. Ông điện ba rưỡi ông điện rồi nha. Cuối cùng thức dậy hết luôn. Nóng nóng mà. Dậy luôn. Chúng nào em kèm được phải hả? Không ăn giỏ hả? Ăn thịt thêm mút thôi. Em dư thịt chị kéo. Bởi vì nó có nạc có mỡ mà em lấy thịt ba chỉ. Nếu mà mua thịt nạc không ăn nó ngon. Bất kể thịt heo như vậy ăn mua thịt nạc không ăn nó. Đúng rồi, cứng ngắt à. Đúng rồi, đó nạc đó. Da cứng không? Chút. Không, mềm ngon. Da dai phải là da heo nướng. Da heo hả? Kỳ hôm nay sơn có mà không, không được. Không, nói đúng ra ngày hôm qua là mình ăn ở Sài Gòn là không có ăn heo. Ăn heo, ăn ngay, không thôi không có ăn heo. Cô nói gọi đó. Chấm với chấm nước mắm đó chị. Dạ. Chấm nước mắm dạ. Rồi à, chị chấm vô nó mới thấm ăn luôn không. Em thì cái này cô này với anh đó là vợ chồng. Tài xế, anh tài xế đi có hai chồng với tài xế ha. Vô rồi, em đuổi vô đông đông chơi. Vô cái tàu nó đi lại cái đùi hết luôn rồi. Có đậu lửa nó bỏ xuống. Nhà anh thì có rồi, em mời mấy chị. Dạ, em mời anh. 1, 2, 3, vô. Hôm nay em đúng xuống thì không biết bao giờ anh xuống lần nữa. Đúng không? Năm nay này em đi ba tháng ba mua tặng gì không? Được chứ lên điện. Đã xuống lần thứ hai rồi. Lòng giao lên luôn. Trời. Gia đình đọc rõ trên ta lúc thứ 8 hả? Ông già hết nhiều lắm hả vậy? Ê, hơi nó mình nấu quá ngon á. Nấu canh rau muống, nấu canh mùng tơi ngon lắm. Nhà mình hay ăn hến xà xả ớt. Mình hay ăn hến xà xả ớt. Chị xào củ hành đó, gói bún cũng ngon. Cũng ngon. Nhà em xà xả ớt, không phải xúc hến là bánh tráng á. Hến là bánh xèo nữa đó. Ngon lắm. Ăn hến. Ừ, hết ngon không, chiều chợ mình không có gì chứ chắc cạnh để hết rồi bên này lại ăn đi cái khác này chắc trăm mét ăn được chưa biết trên em có nhưng mà dạng như hến nó hàng đông lạnh ấy rồi đúng rồi còn ở đây là nó dạng nó báo kia là tên em đợi mình dám đừng đẩy mẹ kệ qua con sữa lẻ cho chú cho chín tí bấm cái khác này đi kéo bấm cái khác này kìa khác ăn theo khác nó thơm theo kiểu khác nè kéo nè là cái giờ mà. Bữa nay không nhậu ai nhậu với tài xế tài xế không nhậu không mày nhậu là tới kêu thằng cao kê luôn mày bắt chảnh luôn sao tới tới chiều mới về phải không tí nữa về Vĩnh Long nè đâm mà là không cho tài xế uống tối nay cho tài xế uống thoải mái rồi đâm uống thoải mái rồi ngồi ảnh là được rồi là tài xế rồi. Bây giờ mình ngồi mình ăn mình cung đi tới chiều là về Vĩnh Long cho uống tại vì về Vĩnh Long ở lại đêm á mai mới về vô lia vô lại không có tại ở đây biết tài xế không nhậu là ghẹo thôi chứ không có nhậu với tài xế đúng rồi chị ở Vĩnh Long á về chơi phải có dịp đi chứ có gian đi xuống Vĩnh Long thăm nhỏ cháu luôn có thì là đi luôn đi đâu có hai người á bởi vậy đi luôn đi bởi vì chưa nhà ra tới Bình Phước cái này chưa biết hát phải chở bà đi ra tới Bình Phước không Vĩnh Long đêm nay có chở bà ra tới Bình Phước luôn không giờ về Vĩnh Long đó còn muốn muốn đi Bình Phước hay cho đưa đi Bình Phước luôn hả ở luôn gì đó luôn đủ nó đi lụm đều nó không đi nè thử ở đây mà kiếm ra tới bãi đi trên đó em đi về Bình Phước là nó cực hơn ở miền Tây nhiều Bình Phước đồ núi không à
không đi đâu. Đi không? Dạ, chứ em là miền Đông mà. Đào sâu đồ, đào sâu nhiều không à. Không ai nghe dùng đó nha. Không có sông nước đâu. Chỉ có suối nhỏ nhỏ thôi. Nước không đi. Đào sâu đồ. Đợt này có ngay mùa không? Dạ, đi lui. Đã chưa, gần Tết á, nó có mùa. Qua tháng em, 2 tháng 3. Mà trên đây cũng đắm được luôn. Vô nè, có ra mùa đi. Mùa này là chưa có. Nhớ lại, đêm nay suối đi. Đêm nay nó suốt không ạ. Vô cô. Vô nè. Vô tư. Vô. Dạ. Nay giờ nó cũng nuôi luôn mà. Nó nuôi hết. Nói đi. Mà con lấy kìa, nó không ăn hai bánh mì nữa thì nó để. Từ này có vô đây lần nào không? Có vô một lần rồi hả? Dạ một lần rồi ạ. Em hả? Em vô. Thì chị tới đâu ăn mì trời. Mày cơ. Được rồi thôi, thôi đừng gấp nữa. Về mến cái nút nhỏ thì mới xuống giao lưu chứ mến nút xuống. Lại ăn tôi gấp lại nữa. Thấy không? Cà bia. Trời ơi còn nhiều dịp nè, đám cưới ba bà, đám cưới ba Út nè. Thấy à. Nhiều dịp lắm. Không được để tôi gấp bia Út ơi. Đại gấp cầu để ba tự ăn bánh cắm cầu đây luôn. Quyết định rồi. Bỏ vợ xuống đây cắm cầu. Bỏ vợ xuống đây đi câu cá. Đi anh vô nha. Đi câu cá. Đâu 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 càng ghi âm con. Có quay viên đưa lên clip rồi. Hả? Dính rồi. Đi quay âm nha. Nó nói rồi, mấy chân nó quay rồi. Nó kia nó bỏ vợ về đi câu cá đúng không? Ừ. À, đi câu thôi nha. Bỏ vợ về đây câu thôi. Câu thôi chứ không có làm gì chân nha. Đi câu cá. Tính tính lại là đi câu thôi. Đi câu cá. Đi tầm 7 người đó, 7 đó. Chiều nay giờ mà nghe được cái lớp. Nó bỏ vợ đó một ngày thôi, nó về đây. Trời ơi, vợ con hả? Con bán xong xuôi là con xách cái cần, nó xách chiếc xe là con yện một phát đó con bây giờ. Giờ biết mà. Đi câu á. Bán cái gì vậy? À, bán đồ ăn ha. Dạ. Mình ra cọc đá hay không? Thì em nay đốc á, Nguyên đó. Em nay đốc á là anh em chơi chiến. Giờ này thì gia đình của cô chú Tư cũng chuẩn bị để đi về cả nhà. Đi về Bình Phước nhưng mà còn ghé Vĩnh Long nữa. Quá bên này nắng quá nắng. Hết mưa rồi đó trời. Chiều nay mưa nữa. 2 giờ mới mưa. 12 giờ mới mưa, 11 giờ. Mày à, cái thùng kia trước. À, mày cũng biết 12 giờ mới mưa. Ủa mình trồng 2 cái thùng đò Vĩnh Long lên đi. Trồng 2 cái thùng đò Vĩnh Long lên. Dạ, em về anh Tư ơi. Dạ, rồi, cảm ơn anh nha. Xe, không xe, 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 xe. Không, bình me rồi. Nhét bịch cà na này lên. Chứ bình me để ông đem về bển ông ăn. Đúng rồi, tao làm. Không, bịch cà na. Bịch cà na chổng á. Bịch cà na chổng. Không có dung gì. Cà na, cái gì á. Cà na là trong bọc, bọc cà na. Đây nè, cái này là lên xe nhâm nhi là để vô dạ, trong dạ, cái bọc dạ, cái này để riêng cái này. À, để riêng cho anh nhâm dạ, nhi kia cột bọc cái này. Rồi. Chạy để này vô cho nè cho anh lên xe. Đây là giao lưu cho đây là mình phải chia tay rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Tôi cảm ơn anh chị nhiều nha. Dạ, rồi có dịp nào qua năm á. Qua năm á là em sẽ chung một chuyến nữa. Rồi. Thì xe nhà có thì em chỉ muốn tài đi thôi. Gia đình nó nhỏ ra, gia đình nhỏ. Cảm ơn nhiều. Rồi. Rồi. Thôi chú về nhắn chân dạ, nha. Rồi. Cảm ơn chú. Về nhà dạ, anh nha. Dạ, 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 dạ. Dạ, dạ. Dạ, về nhà anh Tư. Dạ, dạ. 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 Dạ, sáng năm em đi nữa, anh kết xong rồi em đi nữa. Không, để vô cửa kia cái này, ở đây là gối chứ mà. Vô đường kia thì để rồi anh che xe ra cái đi. Từ từ, né 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 ra đi, anh che xe cái đi. Để chị đỡ lấy, có mắt. Dạ được rồi. Lùi lại.
không về nha. Nắng quá cũng nóng ha. Không em. Không em. Không không. Lấy bà lên cho tiền nào. Đấy đó em mà vừa lên xe em. Đẩy xe nó. Vừa với ổi với ổi với em biết. Rồi thôi em về nha. Rồi cảm ơn chúc về thân lộ bình an. Rồi. Rồi năm sau gặp lại. Rồi. Rồi chú về thôi. Nhớ bữa nay là về nằm chỗ nha. Không em này năm ngựa thôi. Thì em về Vĩnh Long này em năm ngựa. Đúng em có chạy năm ngựa thôi. Chú về nha. Dạ dạ. Để chân. Dạ. Tay cái chú về nè. Chú cây. Cảm ơn gia đình nha. Dạ con cảm ơn gia đình chú luôn. Đi về nha. Dạ, dạ, dạ. Về mẹ luôn. Dạ. Năm ngựa là món gì mà giờ mình quá tình thương.